điều mình thấy hối hận khi đi du học. Mình là My và đây là ngày thứ tư của thử thách 90 ngày đạt 10.000 followers. Khi nhận được thông báo đi du học thì mình đã vẽ ra một viễn cảnh mỹ mãn với một cuộc sống tự chủ, tự lập, làm quen nhiều bạn bè và tràn ngập năng lượng tuổi trẻ đi khám phá đây đó. Nhưng không, vì chưa có nhiều kết nối bạn bè. Việc làm quen và có nhiều mối quan hệ bạn bè sẽ không chỉ giúp cho bạn cảm thấy bớt lạc lõng ở nơi xa nhà, mà đôi khi còn đem lại những mối quan hệ có lợi và tạo cho bạn cơ hội việc làm, đôi khi là còn nhiều hơn. Điều thứ hai, chưa tận dụng hết được những lợi ích có sẵn của nhà trường. Phải đến gần những năm cuối thì mình mới nhận ra là nhà trường có rất nhiều những hoạt động nâng cao kỹ năng mềm, giao lưu ngoại khóa và các cơ hội việc làm cho sinh viên không chỉ ở trong trường mà còn ngoài trường nữa. Và thường thì các trường cũng sẽ có những cái suất học bổng theo từng thời kỳ cho sinh viên quốc tế. Vậy nên nếu mà có được quay lại khoảng thời gian đấy thì mình sẽ tự nhủ bản thân là sẽ chịu khó tìm tòi thông tin về quyền lợi của sinh viên quốc tế ở trên website trường nhiều hơn. Và điều thứ ba, chưa đi chơi và khám phá được nhiều địa điểm. Hồi đấy cứ hết cái thời gian thì mình lại tranh thủ về Việt Nam, nên bây giờ tốt nghiệp đi làm rồi thì lại cảm thấy rất tiếc nuối vì đã không dành thời gian đấy để đi chơi và khám phá nhiều hơn.